Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là buổi sáng ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh. Video này thì chúng tôi đang quay trực tiếp tại xưởng cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định, cơ sở đồ gỗ hiền Lanh Qua hotline 098688349. Trong rất nhiều các cái video chuỗi đồ thờ cúng thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục lên cho quý vị một bức sản phẩm. Đó là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ. Chúng tôi làm từ chất liệu gỗ vụ nhập khẩu từ nước Lào đã được sơn son thép vàng phố Hoàng Kim. Đây là đơn đặt hàng tới từ anh Hai, anh ở Gia Lâm, Hà Nội. Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong. Chúng tôi sẽ quay video clip một lượt chi tiết tỉ mỉ các cái góc cạnh, đường nét, họa tiết hoa văn gửi tới gia đình anh Hai cũng như tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các cái video của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào cái đường nét chi tiết. Thì bước khoảnh phi này có thông số kích thước đó là dài 1m97, chiều rộng là 67 và chiều dày của tấm ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân, tức là 3cm. Chạm 3 chữ đó là phụng tổ đường. Thường thì chữ Hà Nôm thì chúng ta đọc từ phải sang, còn nếu là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang và xen kẽ giữa ba chữ hán Ôm chúng tôi có chạm các cái cây tứ quý bốn mùa đó là tùng cúc trúc mai và xung quanh các cái chuyện góc chúng tôi có chạy các cái chữ công và hai phần khuôn ngang thì chúng tôi đã chạm đó là cây trúc và khuôn phía dưới thì chúng tôi chạm lưu y hoa hồng và khuôn tranh phía trên thì chúng tôi chạm cuốn thư và các cái ô đố chúng tôi chạm long hóa mai trong video trước tôi đã giới thiệu phần mộc cùng với bộ hoành phi lồng cuốn thư. Trong video này chúng tôi giới thiệu đó là sản phẩm hoàn thiện sơn son tiếp vàng. Và để làm cho cái mặt vàng của chữ này được bóng hơn thì chúng tôi phải có một lớp phủ đó là phủ bằng sơn nhật. Thì sơn nhật hiện nay trên thị trường được đang được bán ra với cái giá rất là đắt. Quý khách muốn đặt hàng online thì quý khách hãy xem kỹ các cái video clip của chúng tôi tôi sẽ quay rất chi tiết để quý vị có thể theo dõi được khi đặt hàng online thì quý khách sẽ tiết kiệm được các cái chi phí cũng như là thời gian quý khách không cần về trực tiếp tại cơ sở quý khách vẫn nhận được các cái sản phẩm ưng ý và khi quý khách đặt hàng online thì quý khách đặt trước cho cơ sở 1 phần 3 số tiền còn sau khi chúng tôi lắp đặt và bàn giao thì quý khách sẽ thanh toán nốt. Gia đình anh hai ở Gia Lâm cũng đã rất tin tưởng cơ sở đồ gỗ Yên Lanh và anh đã chọn phương pháp đó là đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Đồ gỗ Yên Lanh cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Thì chúng tôi liên tục cập nhật các cái video mới nhất về đồ gỗ phòng khách cũng như đồ thờ cúng tâm linh để cho quý khách trên toàn quốc tham khảo anh cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo Xin cảm ơn